Theo thần tích ấy, để lại xưa để lại ấy, thì ngài là con của vua Thượng Đế đấy, nhưng mà vì phạm cái lỗi của thiên đình cho nên là bị đày xuống trần gian đấy, và sinh lần thứ hai vào năm 1557 thời Hậu Lê. Thế thì trong cái lúc mà ở dưới trần gian thì ngài là luôn có cái trừ gian diệt bạo và ban phúc cho dân làng, nhưng ngược lại cũng gieo những cái họa trong quãi nhân gian là không nhỏ. Đấy, cho nên là chính vì thế nên là giáng họa ở đây ấy, là bởi vì là dân chúng là chưa chịu nghe cái phép của ngài, và cũng như là vua chúa là chưa không biết đến cái danh vị của ngài. Thế cho nên là ngài mới có hành những cái hành động như vậy. Để mà tỏ ra cái uy quyền và phép lạ của mình. Cụ thể là làm cho người dân và mọi người là ốm, đau và chết chóc. Ví dụ như trong các cuộc đại chiến với các cái đạo sĩ phái nội đạo và các cái triều Vương, triều Lê và Trịnh. Tuy nhiên là trong các cái cuộc đại chiến đó là các cái đạo sĩ có các cái phép cao hơn ngài, cho nên đã thu được cái phép của ngài. Nhưng mà trong những cái lúc đó thì ngài lại được là Phật tổ bảo hộ cho ngài, để mà theo Phật tổ nghe kinh tuân pháp ở cái cõi Như Lai, cho nên chuyển hóa từ từ bi, đổi từ bạo mà thành hiền, tuân theo cái Phật pháp từ đó, cho nên có cái lễ rước mẫu thỉnh kinh là như vậy, để mong sao cho mọi người hướng đến hướng thiện, cầu cho được cái quốc thái dân an và mưa thuận gió hòa. Và xin nhấn mạnh là chỉ có mẫu mới có lễ thỉnh kinh, rước mẫu thỉnh kinh, và được các cái triều đại phong kiến xưa là phong cho ngài là Phật, là tiên, là Phật, là thánh, là thần. Tôi thấy là cái hội phủ dày này thì thấy là cái công tác xếp chữ này thấy là rất là độc đáo. Hôm nay là xếp cái thiên hạ thái bình mà thấy là độc đáo và các cái nơi không có được, cho nên là
bằng nghĩa nào thì là cái ngày hôm nay là thấy là anh em người ta báo là hôm nay là xếp chữ, cho nên là bằng cái nào thì tôi phải đến đây để ghi lại cái hình ảnh xếp chữ của thiên hạ Thái Bình của cái hội phủ dày này. Bản thân cái tư liệu của mình ngắm này, cái thứ hai nữa là nếu cần thiết là mấy tư liệu để sau này có thể đăng báo này, có thể kịp thời. Hai nữa làm cái cuộc triển lãm về vấn đề du lịch để không những khách trong nước, có những khách quốc tế, có người ta không đến đây được thì mình ghi lại cái hình ảnh để cho mọi người cùng xem cùng được hưởng, để người ta có điều kiện, để nếu có điều kiện để đến đây tham quan và hoặc lại thưởng thức như mình, họ không đến được thì mình ghi lại cái hình ảnh để có cái gì là tuyên truyền cho mọi người dân để biết phù dày có những cái ngồi xếp chữ như thế này rất là hay. Xin mời tất cả các chống dừng ngồi xuống. Tức là nói chung là dân làng trao cho tôi, một là người cao tuổi, hai là còn biết đôi chữ Hán, nên là dân làng cũng cho ra để làm cái nhiệm vụ duyệt kéo chú. Và với hôm nay thì cũng như mọi năm thôi, phủ Vân Cát này đều có tổ chức kéo chữ vào ngày mùng 7. Và thường thường là những cái chữ mà kéo á, thì thường thường một là tôn vinh mẫu, ví dụ như là có những năm kéo chữ mẫu nghi thiên hạ, thế rồi thì có những năm là muốn cho gì cho nước là thiên lành và dân bình yên, cho nên quốc thái dân an. Nhưng năm nay thì với ban tổ chức huyện tổ chức kéo chữ thiên hạ Thái Bình là mong rằng được mẫu phù hộ cho đất nước được thái bình. Tiếp tục kéo chữ này thì có từ đời xưa, tức là từ cái thời kỳ mà Thái Phi Trần Thị Ngọc Đài sau khi lấy Chúa Trịnh thì lúc bây giờ là lũ lụt thành Thăng Long, mà điều dân, tức là gì, điều phu ấy ở đất nước ở cái đạo ở cái thiên hòa này lên lấy đất đê, nhưng mà được sự gì thông cảm của Thái Phi đề nghị vị chúa là cho được về để gì, để hộ đề ở quê hương và tham gia sản xuất. Chính vì thế cho nên là gì, là Thái Phi trước khi chúng ta về yêu cầu dân là về tạ ơn mẫu đã gì là phù hộ Thái Phi được thì được vợ chúa, và cũng là gì, là cái đền ơn đối với lại mẫu. Và đồng thời cũng là gì, mong là dân được không phải đi khu như thế nữa. Cũng là cái đó trong lo làm ăn mà gì, mà giữ gìn những cái điều không phải đi khu nữa. Đấy cũng là thể hiện một cái sự tri ân đối với lại mẫu, mà thì đấy là thường thường là tổ chức từ lâu. Thế và trên cái chuyện mà lễ hội thì năm nào cũng thế, trước đây là các tổng các huyện trong huyện ấy, là gì đến để gì, để tức là ta gọi là trước đây ta gọi là phù cờ, nhưng bây giờ là tráng sinh ấy, thì là các tổng cử những người khỏe thì đến đây để gì để chúc chúc. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng có sự cải tiến đi, các tổng các xã và các hội, các bản hội ở các xã người ta tự nguyện đến chuyện với tâm linh với mẫu, thì chúng ta xin ý kiến thủ nhang và nó đăng ký để đi làm cái việc này, thì tôi cho cái đó cái này cũng là cái rất quý, nó xã hội hóa cái việc phủ dày. Và cái thứ hai nữa là những người người ta có cái tâm đối với mẫu, người ta được đi để làm cái việc này thật là vất vả thật, nhưng người ta cũng thấy có những cái sự may mắn, mong là mẫu phù hộ người ta trong suốt lại, thì đấy là chính là như thế.
ba. Nhưng mà ở cái lần này tôi thấy cái nghi lễ rất là bài bản và nó có tính chất cộng đồng rất lớn, sự tham gia của toàn dân của mọi người. Thì hôm đầu tiên tôi đến là cái lễ rước quốc, thì hôm sau ở cái lễ rước mẫu và hôm nay sắp chữ, thì ở mỗi cái lễ đều có một cái nghi lễ riêng và tổ chức rất bài bản và nó có đầy đủ cái tính chất dân tộc của đấy và một cái sự tôn vinh về mẫu. Và năm nay là cái năm mà UNESCO đề nghị công nhận là mẫu, thì tôi nghĩ đây là một điều rất bổ ích. Và tôi nghĩ tôi cứ mong muốn là làm sao là ở cái tỉnh Nam Định mình khai thác được nhiều hơn để cho người ta về đến cái Nam Định người ta hưởng cái nghi lễ mẫu nhiều hơn. Vì tôi thấy một số đại sứ ở đây cách đây ít lâu rồi ấy, thì đại sứ Sri Lanka thì là ở cái nước có một cái đạo Phật, người ta cũng rất mê cái đạo ở đây. Vấn đề mình quảng bá là sao người ta biết, mình tổ chức đến thăm đấy. Và thứ hai là ở các cái di tích ấy, mình nên có một cái phần giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng Anh cũng được về cái niên đại của nó, một số nét của nó ở đấy thì người ta rất là dễ biết, nhận biết hơn. Vì khách nước ngoài người có thể người ta không đọc được tiếng Việt nhưng mà có cái bảng chữ ở đấy thì rất tốt. Và tôi mong rằng là cái tỉnh Nam Định năm nay thì tôi hy vọng nếu mà khi được UNESCO công nhận thì cũng nên có một cái lễ vinh danh về đạo mẫu tại cái phủ Dày này, tại cái phủ Tiên Hương này, để nói lên cái gốc gác của phủ Dày. Vì đây nó là một quần thể di tích, nó 31 cái di tích ở đó có một cái lâu đời gắn với con người Việt. Và tôi rất thấy là nhiều nơi các phủ các nơi họ về rất đông, thì tôi rất là mong muốn là làm sao mà cái giá trị đạo mẫu phát huy được và cái trường tồn trong nhân dân đấy, nhân dân người ta quý trường tồn không gì bằng được. Thank you.